Đời sống thú vị xin chào các bạn. Đây có thể là video dành cho các bạn mới vào nghề. Bởi vì những bạn mới vào nghề thì thường thường chưa có nhiều kinh nghiệm về cái cách thay lốc hoặc là thiết kế hệ thống lạnh. Thì theo kinh nghiệm của tôi thì tôi thường là chọn dư công suất. Bởi vì như này, khối lượng làm lạnh đã được quy định, mức độ làm lạnh đã được quy định, tức là cái yêu cầu mong muốn của chúng ta đã được ấn định. Đó. Thế nên là khi mà chúng ta làm lạnh, chúng ta nên chọn dư công suất, bởi vì nó đã ấn định bằng đó rồi. Y như là chúng ta được quy định là làm được bao nhiêu cái hay là khối lượng bằng nào này, thì chúng ta làm xong bằng đó chúng ta sẽ nghỉ. Thế nên là cái lốc cũng vậy. Nếu như các bạn cho nó dư công suất, nó làm nhanh, đạt được mức độ yêu cầu, nó sẽ nghỉ. Thế nhưng đừng ngại lắp dư công suất, sợ nhất là đuối. Thì cái đuối, cái làm lạnh đuối, nó sẽ hại cho lốc rất nhiều. Thứ nhất là cái yếu tố quan trọng là để cái hơi lạnh về làm mát lốc rất chậm. Đó, thế nên là lốc nóng cực kỳ thì nó sẽ dẫn đến om dây và nhanh hơn. Khi chúng ta lắp dư công suất ấy, nó có một lợi ích nữa. Khối lượng chúng ta làm lạnh sẽ nhanh, thì cái hơi lạnh về làm mát lốc nó sẽ kịp thời, nó sẽ giúp lốc bền hơn. Cũng có thể là dùng những cái lốc cũ đấy, chẳng hạn như thay cái lốc cũ vào cái tủ lạnh, công suất nó lớn hơn một chút. Đấy, như tôi toàn dùng lốc cũ thôi, thì cái mức độ làm lạnh của nó cũng y như là cái lốc mới luôn. Mà nếu chúng ta lắp tốt, hôm nay tôi sẽ xịt cái lốc cũ này, đấy, nó sẽ sạch y như mới luôn. Đây là cái lốc tôi đã sơn xong. Đó. Trông nó bóng y như mới. Thì nếu như các bạn để nguyên được hoặc là sơn lại cũng được. Đó. Nhưng mà chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều cho chúng ta và cho khách hàng. Thì đấy, cái lốc cũ nó chỉ rẻ bằng 1/3 cái lốc mới, nhưng mà dùng vẫn rất tốt. Có rất nhiều cái lốc tôi đã cắt ra, tức là bên ngoài nó rụng cả cái chân này đi, tức là nó dỉ hoen ra, trông rất sâu. Thế nhưng khi cắt ra thì cái bên trong của nó có khả năng là làm các bạn giật mình, là bởi vì nó sáng bóng luôn, không có tí gì là của cái cũ cả. Đó. Thế nên là cái lốc nó chạy trong dầu, bên ngoài của nó dỉ, có thể nó rụng cả chân đi, thế nhưng bên trong của nó vẫn sáng bóng, nó có cái mức độ khác nhau rất lớn. Thế nên là chúng ta cứ yên tâm dùng lốc cũ, đấy, không sao cả. Chỉ có mỗi cái là lúc chúng ta lắp dư công suất để cho nó về nó làm mát lốc kịp thời. Khi mà dư nó chạy đủ rồi nó ngưng, như lúc trước tôi nói, thế nên là không có mất đi đâu cả. Nên chúng ta lắp dư công suất góp phần làm cho cái lốc của chúng ta bền hơn, đấy, nhờ được làm mát kịp thời, đấy, nhờ không phải chạy quá tải. Quá tải thì các bạn biết là cái gì cũng nhanh hư thôi. Với kinh nghiệm của tôi, tôi nói như vậy. Đấy, chẳng hạn như là chúng ta có thể là mua lốc cũ về sơn lại, hoặc không cần sơn, đấy,
chúng ta có thể là thay, chúng ta có thể là lắp mới. Đó là cái mà tôi đã từng làm. Cuối cùng, xin chúc bạn và gia đình được bình an và hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.